Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh trim và extend cho AutoCAD ha. Thì trim là cắt tỉa đối tượng, còn lệnh extend là lệnh kéo dài đối tượng. Rồi bây giờ giả sử mình có một rectangle, một cái circle, rồi họ có đường line. Đó, giả sử mình có những hình như vậy ha. Giờ mới là trim. Thì lệnh trim thì đòi hỏi một cái đường giới hạn. Giả sử mình muốn trim cắt bỏ khúc này đi thì mình viết đường giới hạn đó là đường này ha. Tương tự vậy, thì muốn bỏ từ đây đến đây thì đường giới hạn là đường này ha. Đó, thì đầu tiên là mình chọn đường giới hạn trước, đúng không? Chọn đường giới hạn xong bấm anh dòng lệnh hỏi nữa là có chọn nữa hay không á, thì nhớ dừng thứ gì là bấm enter ha. Sau đó mình chọn đoạn đường tỉa ha. Đó, cắt thôi. Rồi tương tự này ha, chọn đường giới hạn trim này, tr chắc là tr ha. Rồi chọn đường giới hạn, giới hạn đường tròn này nhỉ, chọn xong thì bấm enter. Sau đó chọn đối tượng đường tỉa này, tỉa cái này nè, tỉa này ha. Tương tự gì ha, trim này, tr, chọn đường giới hạn, enter, bấm này tỉa đi. Rồi tiếp tục là lệnh trim này, tr ha. Giờ mình chọn cánh đứng, chọn cái đứng này, bấm enter, chọn xong nhớ lần thứ gì bấm enter ha. Muốn chọn cạnh tỉa, chọn bên đây thì cắt bên đây, chọn bên đây thì cắt bên đây, anh hiểu, chọn bên đây đi, cắt bên đây. Khi nó cắt rồi á thì mình muốn cắt bên này tiếp thì không được ha, lý do hai cái đường này nè nó đụng, nó chạm tiếp xúc với đỉnh mày nó không cắt, chỉ khi nào nó giao qua thì nó cắt thôi ha. Giống như mấy này nè, mình cắt không được nữa, mình chỉ có xóa thôi ha. Rồi tương tự ha, chọn đường giới hạn rồi chọn điểm này, enter, chọn đường cắt này ha. Cắt nữa thì không được ha, chỉ có xóa thôi, cái này xóa thôi. Đó là lệnh trim. Thì lệnh extend là lệnh kéo dài đối tượng, thì cấu trúc của lệnh extend thì cũng giống lệnh trim ha, cũng chọn một cái đường giới hạn ha, và sẽ chọn đối tượng cần kéo dài tới ha. Thì lệnh extend viết tắt là chữ ex ha, ex enter. Rồi ví dụ mình muốn kéo dài tới cái hình vuông chữ nhật này nè, mình chọn đường chữ nhật là đường giới hạn của nó ha, chọn xong thì bấm enter, cấu trúc của nó giống lệnh trim ha, bấm enter rồi đó, bấm vào cái đầu mút điểm cần kéo dài nó kéo dài tới. Tương tự ha, mình có thể chọn một lúc ha, ví dụ ex enter, chọn hết cái ống này luôn, chọn xong bấm enter, sau đó chọn điểm cần kéo dài nè, hòn đảo này nè ha, kéo dài, bấm nữa thì kéo dài nữa ha, chọn điểm cần kéo dài nè, điểm kéo dài nè, enter là xong. Đó là lệnh trim và lệnh extend ha.